Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thu ngân sách 10 tháng trên địa bàn tỉnh đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018. Vì sao nhiều xã ở Khoai Châu không trả được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân? Nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi mong sớm có nước sạch. Các cấp hội cựu chiến binh huyện Kim Động có nhiều việc làm thiết thực vì cộng đồng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2019. Tới dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau 9 năm thực hiện, xã Tiên Tiến huy động hơn 200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn chuyển biến rõ rệt, kinh tế tăng trưởng bình quân 12% năm, trên địa bàn xuất hiện nhiều trang trại gia trại cho thu nhập từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng một năm. Cá biệt, có trang trại cho thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử ghi nhận biểu dương những nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Tiên Tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là việc phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, vai trò lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển kinh tế xã hội của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể địa phương, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Tiến cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh đã thu ngân sách nhà nước đạt 11.910 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt trên 92,5% kế hoạch năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 8.780 tỷ đồng, tăng trên 20% và đạt 92% kế hoạch. Thuế xuất nhập khẩu đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 22% và đạt trên 94% kế hoạch năm 2019. Một số khoản thu đạt cao là thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.550 tỷ đồng, thu từ khu vực ngoài quốc doanh 2.670 tỷ đồng, các khoản thu về nhà đất đạt trên 2.700 tỷ đồng. Để đảm bảo thu ngân sách theo đúng kế hoạch, hiện ngành thuế tỉnh và chi cục hải quan Hưng Yên đang tập trung chỉ đạo ra soát từng khoản thu, đôn đốc thu nợ thuế, tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019. Nhằm nâng cao tiêu chí nông thôn mới và phục vụ việc đi lại của nhân dân được thuận tiện, thành phố Hưng Yên đã huy động các địa phương đầu tư làm mới được nhiều km đường giao thông nông thôn và đường ra đồng. Đến nay, thành phố Hưng Yên làm được 290 km, đạt gần 80% tổng chiều dài các tuyến đường. Trong đó, đường giao thông nông thôn được cứng hóa, bê tông hóa 100%. Các địa phương làm được nhiều tuyến đường ra đồng như xã Hùng Cường, Phú Cường, Tân Hưng. Hiện các địa phương đang tập trung xây dựng các tuyến đường ra đồng còn lại và tiếp tục vận động nhân dân mở rộng các tuyến đường liên xã, phường và đường trục chính. Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã cấp nhưng không trả được cho các hộ dân. Câu chuyện đã và đang tồn tại ở nhiều xã trên địa bàn huyện Khoai Châu. Đáng nói là tình trạng này đã tồn tại trong nhiều năm qua, nhưng dường như các địa phương cũng không tìm ra hướng xử lý hiệu quả, thậm chí còn thiếu sâu sát trong việc kiểm soát giấy chứng nhận để trả cho dân, phản ánh tại hai xã Phùng Hưng và Đồng Kết. Ông Đỗ Ngọc Quân, cán bộ địa chính xã Phùng Hưng cho biết, hiện xã còn giữ trên 230 giấy chứng nhận đất ở cấp lần đầu theo dự án VLAP từ những năm 2011-2012. Chủ yếu do các hộ không nộp tiền phí trước bạ theo quy định, bởi họ cho rằng đây là đất ông cha để lại, hơn nữa không cần giao dịch nên không có giấy chứng nhận cũng không sao. Đã vận động viên thông báo qua các cái hệ thống loa truyền thanh của các thôn là một, cái thứ hai là các cuộc họp chi bộ và cuộc họp quân chính của cơ sở thôn là thông báo cũng có danh sách đưa về các thôn là những hộ ai có giấy chứng nhận thì xuống làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ nhưng mà không thấy xuống. Theo giới thiệu của địa phương, chúng tôi gặp ông Bùi Sĩ Nhạn, xóm 6 thôn Kim Quan, một trong những hộ không đến nhận giấy chứng nhận. Qua tìm hiểu thì câu chuyện lại không hoàn toàn như thế. Không phải là vì cái lý do phải nộp tiền mà tôi không lấy sổ đỏ đâu, không phải cái lý do đâu. Chỉ có mỗi lý do là tôi là họ Bùi Di, chính thức là họ Bùi Di. Nhưng mà tôi thay là tiếng đệm là Bùi Sĩ. Ông khai cho tôi đúng với tiếng đệm của tôi. Thế xong ông bảo không làm được, thì tôi bảo thôi, đất tôi thì là tôi ở.
mà lúc nào chết thì con tôi nó đấy cũng được. Trái ngược với xã Phùng Hưng, tại xã Đông Kết, người dân rất mong được lấy giấy chứng nhận đất ở nhưng không được. Dù hiện xã vẫn đang giữ hơn 400 giấy chứng nhận đã cấp cùng thời điểm với xã Phùng Hưng, tức là cách đây 7 đến 8 năm. Nguyên nhân là do hầu hết các giấy chứng nhận mới này đều có diện tích lớn hơn diện tích cũ. Chúng tôi cũng rất là bức xúc vì tội là cán bộ làm sai, chúng tôi lại phải gánh. Với lý do là trước đây bờ rào nhà chúng tôi là nó rậm rạp vì chưa có tiền xây. Thì ban đi đo thì nào chúng tôi cũng cứ biết cả ông kéo dây đo nhưng chúng tôi cũng biết từ đầu đâu. Ví dụ như nó rậm rạp là cũng không muốn chui vào giáp dậu ấy, thì cứ đo đại khái ấy. Nhưng đến khi bây giờ thì lại bảo nhà chúng tôi dôi dư. Thế mà bây giờ tự nhiên nó bảo nhà chúng tôi mỗi nhà nộp vài chục triệu. Sẽ tổ chức đối chiếu lại toàn bộ các cái giấy chứng nhận đã cấp được theo cái dự án VLAP. Thì các hộ mà hiện nay mà đối chiếu sau khi mà đủ điều kiện là cấp ra để đổi trả cho các hộ thì ủy ban xã sẽ tổ chức là trả luôn cho các hộ. Thì hiện nay những cái trường hợp nào mà cái diện tích do nó tăng lên mà chưa có nộp được tiền thì ủy ban xã đang đề xuất là gửi lại chỗ văn phòng đăng ký đất đai. Qua thực tế trên cho thấy, ngoài yếu tố khách quan từ phía người dân thì việc giấy chứng nhận đã cấp không trả được cho người dân có nguyên nhân chủ quan do tắc trách của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Được biết, trên địa bàn huyện Khoái Châu vẫn còn hàng nghìn giấy chứng nhận đã cấp mà không trả được cho dân, nằm dài ở các xã. Trong khi đó, tiến độ cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện còn rất chậm. Huyện Tiên Lữ là địa phương có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch cao trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 100% hộ dân ở xã An Viên đã đấu nối đường ống để sử dụng nước sạch. Toàn xã An Viên có hơn 2.500 hộ gia đình với hơn 9.000 nhân khẩu. Trước kia người dân chủ yếu sử dụng nước giếng khoan và nước mưa để sinh hoạt hàng ngày nên chất lượng nước không đảm bảo, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước vào mùa khô. Từ năm 2016, nhà máy cấp nước An Bình thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Hải Hưng triển khai lắp đặt đường ống tại địa phương, người dân đều nhiệt tình hưởng ứng đăng ký đấu nối. Đến nay, 100% các hộ dân sử dụng nước sạch chất lượng nước luôn đảm bảo với hệ thống lọc tiên tiến theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nhờ vậy, tình trạng thiếu nước được khắc phục, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù việc triển khai lắp đặt đường ống nước sạch tại các thôn đã được triển khai khá lâu, nhưng đến nay người dân xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Mong mỏi sớm được sử dụng nước sạch, người dân trong xã đã phản ánh đến đường dây nóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Thôn Bên Sông là thôn duy nhất của xã Bắc Sơn nằm ở phía bên kia của sông Bắc Hưng Hải. Hiện nay thôn chưa được triển khai lắp đặt đường ống nước sạch. Từ nhiều năm nay, các gia đình trong thôn vẫn phải dùng nguồn nước giếng khoan trong cả sinh hoạt và ăn uống. Mặc dù đã qua hệ thống lọc, nhưng nước thành phẩm vẫn có mùi tanh. Gia đình tự khoan lên 6-70 mét nhưng mà nguồn nước là chưa được đảm bảo, dùng các cái hệ thống lọc không thua. Bây giờ mong muốn của nhân dân chúng tôi là muốn làm sao đề nghị các cấp chính quyền và các ban ngành là làm sao giúp đỡ cho chúng tôi có nước sạch. Xã Bắc Sơn thuộc phân vùng cấp nước của công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên. Theo phản ánh của người dân, đơn vị này đã tiến hành thi công đường ống cấp nước từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa cấp nước cho người dân và có nhiều tuyến đường thi công chưa hoàn trả mặt bằng, ảnh hưởng đến việc đi lại. Tại những vị trí quan trọng, người dân phải tự lấp đất đá để đảm bảo an toàn. Từ cái hồi mà các chú làm là các chú bảo không quá tháng 2 là có nước sạch về. Thế nhưng mà cứ thấy miếng chả thấy gì hết, mà ông chẳng thấy đăng ký. Bây giờ chôn lại ống giả thì không chôn, mà để đường như thế này, đôi khi chúng tôi đi xe là chúng tôi cũng có vấp ngã. Chúng tôi muốn là nước sạch về để cho dân tình chúng tôi bảo đảm cái sức khỏe. Làm việc với công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên, lãnh đạo công ty cho biết trước đây công ty đã tổ chức thi công đường truyền tải nước cho thôn Bên Sông, nhưng hệ thống đường ống phải đi qua địa phận xã Hương Long của huyện Mỹ Hào và trùng với tuyến đường ống cấp nước của đơn vị cấp nước cho xã Hương Long nên phải dừng lại để thống nhất vị trí đặt đường ống. Cùng lúc đó, thôn Bên Sông được triển khai xây dựng một cây cầu nối từ đường trục xã sang thôn nên công ty dừng việc thi công đường ống để chờ đi theo đường cầu mới. Hiện nay ở xã Bắc Sơn thì nước đã thông lên được nhiều thôn ở trên xã rồi. Nhân dân có nhu cầu mắc nước thì liên hệ chúng tôi sẽ tổ chức cho lắp đặt ngay. Còn đối với việc hoàn trả mặt bằng ấy, chúng ta sẽ làm theo đúng quy trình
nắp đường ống, thử áp đảm bảo thì sẽ hoàn trả. Đối với những cái tuyến đường mà có giao thông đi lại và những tuyến phải cắt ngang đường thì chúng tôi đã hoàn trả ngay lập tức khi mà lắp đường ống. Còn việc hoàn trả các cái tuyến đường nhánh vào trong nề đường ấy, nếu mà hoàn trả theo đúng yêu cầu của nhân dân hoàn trả ngay ấy, thì cái việc mà thử áp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy chúng tôi chưa hoàn trả trong thời gian vừa rồi và bây giờ chúng tôi mới hoàn trả được. Xã Bắc Sơn là địa phương có mức độ ô nhiễm môi trường khá nặng từ rác thải sinh hoạt, chăn nuôi và từ sự ô nhiễm của dòng sông Bắc Hưng Hải. Nhiều năm nay, người dân đã phải mua các loại máy lọc nước để sử dụng và rất mong chờ nước sạch. Ngoài ra hiện nay, cây cầu đi sang thôn biên sông đã hoàn thành, chính thức thông cầu từ đầu tháng 9. Đề nghị công ty sớm triển khai lắp đặt đường ống và cấp nước để người dân xã Bắc Sơn sớm được sử dụng nước sạch. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Động đã cụ thể hóa việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Gần 7.300 cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Kim Động không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương sáng về người lính Cụ Hồ, đồng thời chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tôi là người may mắn được gặp bác. Lúc ấy là tôi 15 tuổi, như là cái luồng ánh sáng đã soi đường chỉ lối tôi. Thế cho nên là khi vào nhập ngũ trong quân đội thì tôi phải phấn đấu trưởng thành, trở thành một đảng viên rất sớm, kể cả trong quân đội, sau này về hưu là cũng tích cực là tuyên truyền về cái phong thái đạo đức tác phong của Hồ Chí Minh. Nói gương bác, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện luôn đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua, điển hình có phong trào cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở. 6 giờ 15 phút sáng, 5 thành viên trong tổ giữ gìn trật tự an toàn giao thông của cựu chiến binh xã Hiệp Cường đã xuống đường hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại những tuyến giao thông đông phương tiện qua lại. Nhờ vậy, gần 8 năm nay, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, các vụ tai nạn giao thông tại khu vực Tiên Cầu đã giảm rõ rệt. Được biết, cựu chiến binh huyện có 15 tổ tự quản an toàn giao thông, trong đó có 4 tổ hoạt động thường xuyên. Thực hiện lời dạy của bác, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Động luôn đoàn kết, giúp đỡ tương trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xem việc xóa nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, toàn huyện có 630 trang trại, sai trại, 19 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 10 tổ hợp tác xã sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho từ 2.000 đến 3.000 lao động. Trong đó, có nhiều con em cựu chiến binh, cựu quân nhân. Các hoạt động nghĩa tình đồng đội được các cấp hội cựu chiến binh trong huyện triển khai thường xuyên. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh đã hiến gần 18.000 m2 đất, ủng hộ gần 6,3 tỷ đồng, đóng góp trên 14.000 ngày công lao động. Cán bộ hội viên cựu chiến binh của huyện Kim Động đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh thực hiện tốt cái lời di ấn của người, gắn với cái phong trào hoạt động của hội như là phong trào cựu binh gương mẫu, phong trào thi đua 3C2 có và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Thực tiễn cho thấy những cựu chiến binh huyện Kim Động đã và đang phát huy tốt phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, bản lĩnh, đạo đức, lối sống của cựu chiến binh được phát huy đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Thời gian qua, các loại xe ô tô và nhất là xe container đỗ tràn lan bên quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn thị xã Mỹ Hào không những gây ách tắc cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Cứ vào khung giờ từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 19 giờ đến 20 giờ tối hàng ngày, hàng loạt các xe trọng tải lớn lưu thông trên quốc lộ 5 đoạn qua các phường Dị Sử, Nhân Hòa, Bạch Sam ngang nhiên dừng đỗ trái quy định để xuống các hàng quán ăn uống nghỉ ngơi. Theo người dân cho biết, tình trạng này xuất hiện từ nhiều năm nay, thậm chí nhiều quán cơm phở trên quốc lộ còn để ngay biển quảng cáo mời chào giữa lòng đường. Đó là chưa kể làn đường của các phương tiện xe máy, xe đạp bị lấn chiếm, khiến các phương tiện này phải đi sang làn đường dành cho ô tô, gây mất an toàn giao thông. Mặc dù các loại xe đỗ tràn lan trái phép thường xuyên như vậy,
nhưng theo quan sát của phóng viên chúng tôi, lại không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng, quản lý trật tự đô thị và ngành giao thông nhắc nhở. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh, đồng thời cần tuyên truyền, nâng cao thức chấp hành pháp luật cho người dân, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Từ nhiều ngày nay, trên đường 379B đoạn qua thôn 5 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, thường xuyên bị chiếm dụng làm nơi chứa vật liệu gây mất an toàn giao thông. Theo người dân nơi đây cho biết, toàn bộ vật liệu bao gồm đá gỗ này là của công ty trách nhiệm hữu hạn và sản xuất xây dựng Thành Đạt, đổ tràn lan ra hành lang đường kéo dài khoảng 100m, thậm chí nhiều lúc đổ cả ra phần đường bê tông. Đáng nói là tình trạng này đã tồn tại từ nhiều tháng nay và cũng là nguyên nhân gây ra ách tắc giao thông. Bởi đây là đoạn đường trục chính của xã Kim Lan, Vân Đức của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hơn nữa, hàng ngày trên đoạn đường này có hàng trăm lượt xe qua lại chở các sản phẩm hoa cây cảnh của xã Xuân Quan. Rất mong chính quyền cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp giải tỏa dứt điểm tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu truyền thông quảng cáo ngoài trời đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những biển quảng cáo treo không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ngay tại ngã tư vòng xuyến trung tâm, nơi giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh, Điện Biên 1, Tô Hiệu và đường Chùa Chuông, tranh cổ động thành phố Hưng Yên xây dựng nông thôn mới đã được dựng lên từ đầu năm nay. Tuy nhiên, ngay phía trên bức tranh cổ động thì một tấm biển quảng cáo về sản phẩm yến xào Khánh Hòa đã được dựng lên từ đầu tháng 5. Được biết, tấm biển quảng cáo này được treo trên sân thượng của nhà ông Phạm Quý Long, số 6, đường Điện Biên 1. Việc làm này đã gây phản cảm và mất mỹ quan đô thị. Tôi thấy nó như thế là phản cảm và nó một trong hai cái biển đấy nó sẽ mất cái tác dụng về cái nội dung tuyên truyền chứa đựng ở trong cái biển quảng cáo đó. Được biết, trước đây tại khu vực này, hai hộ gia đình cạnh nhà ông Long cũng cho thuê đặt hai biển quảng cáo điện thoại Oppo và sữa bò, nhưng đã được Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi vận động tháo dỡ. Tuy nhiên, do lợi ích kinh tế nên cứ biển này tháo xuống thì biển khác lại được treo lên. Vì vậy, phường Lê Lợi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc vận động người dân tháo dỡ. Tại ngã tư chợ gạo, ngay phía trên dàn tranh cổ động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng có treo một biển quảng cáo ghế massage Doctor Care và phía dưới là tờ rơi quảng cáo bán và cho thuê nhà đất trông rất phản cảm. Bên cạnh đó, nhiều tấm biển quảng cáo ngoài trời với kích cỡ nhỏ cũng được các hộ kinh doanh rất ưa chuộng. Với đủ loại mẫu mã, màu sắc bắt mắt, các tấm biển quảng cáo này được trưng bày khắp các vỉa hè, lấn chiếm hết phần đường của người đi bộ. Cá biệt, nhà hàng hải sản Sơn Lâm trên đường Phạm Bạch Hổ còn trưng bày biển quảng cáo ngay giữa giải phân cách đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Vi phạm nhiều là vậy, nhưng từ đầu năm đến nay, thành phố vẫn chưa xử lý được trường hợp nào. Lý do là vì theo Điều 60, Nghị định 158/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo, thì hành vi treo đặt biển quảng cáo sai quy định sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Trong khi đó, việc làm ra một tấm biển quảng cáo chỉ có giá vài trăm nghìn đồng, nên khi bị tịch thu, các hộ kinh doanh không đến nộp phạt. Trước thực trạng đó, thành phố Hưng Yên đang đề ra các giải pháp khác. Chúng tôi đang có cái giải pháp là sẽ phối hợp với một số các cái công ty viễn thông như VNPT, Viettel, thì Mobile để mà cắt cái số điện thoại liên lạc đó. Cái thứ hai là chúng tôi có cái đội tuần tra để tháo dỡ các cái biển, các cái băng rôn sai quy định. Cái nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác xử lý vi phạm. Mong rằng trong thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức và có các giải pháp quyết liệt hơn nữa để thành phố Nghiên sẽ sớm trở thành đô thị loại 2. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.